Ok, để tiếp tục chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề quan trọng của ngày hôm nay. Chủ đề quan trọng mình muốn chia sẻ với mọi người. Quan trọng của ngày hôm nay thì như tất cả mọi người đã biết rồi đúng không? Chủ đề của buổi hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người. Đó là cách chọn cổ phiếu mạnh. Cách chọn cổ phiếu mạnh. Ok, đây là cách chọn cổ phiếu mạnh. Thì đây sẽ là chủ đề mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái định hôm nay. Thì thực sự là trong cách chọn cổ phiếu mạnh ấy, cách chọn với dẫn sóng thì thực sự là phải chia sẻ với mọi người rằng nó có rất nhiều cách, nó có rất nhiều cách để có thể giúp cho mọi người chọn ra những cổ phiếu mạnh nhất. Nhưng mà tuy nhiên cái câu chuyện là với một nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta được quyền lựa chọn, chúng ta không cần thiết phải chờ thị trường bắt đầu vào một cái uptrend quá lớn, hoặc chúng ta không cần thiết phải thị trường có những phiên bùng nổ thế nào mà đường chạy mạnh một đoạn, mà chúng ta với triết lý chọn cổ phiếu mạnh thì mọi người hoàn toàn có thể chọn ra được những cổ phiếu mạnh nhất thị trường ở mỗi giai đoạn thị trường, và mọi người mua và nắm giữ nó, đúng không? Đó là lý do vì sao mà không có hướng dẫn cho anh chị khóa học của TVI về những cổ phiếu mạnh. Thì đấy là cái mà vì sao mọi người có thể hiệu quả trong thời gian vừa qua. Ok, thì cách chọn cổ phiếu mạnh thì thực sự là nó có rất nhiều tiêu chí, thì hôm nay ông sẽ chia sẻ mọi người một vài cái, đúng không, một vài cái tiêu chí để cho mọi người có thêm kinh nghiệm. Thì như mọi người đã biết, trên là biểu đồ của VN-Index và dưới là biểu đồ của cổ phiếu, và dưới là biểu đồ của cổ phiếu. Thì thực sự là cách chọn cổ phiếu mạnh so với thị trường chung thì thực sự là nó đơn giản. Nó khá là đơn giản cho câu chuyện là nếu mọi người tập trung vào nó, thì đầu tiên là mọi người sẽ cần phải so sánh cổ phiếu đó với thị trường chung, mọi người so sánh cổ phiếu đó với thị trường chung. Thực ra cái cách chọn này nó sẽ giúp mọi người chọn ra cái dòng dẫn sóng ấy, nó sẽ giúp mọi người chọn ra cái dòng dẫn sóng. Chọn ra cái dòng dẫn sóng. Đấy, mọi người sẽ chọn ra cái dòng dẫn sóng. Đấy là cái cách mà mọi người sẽ chọn ra được dòng dẫn sóng, và tí nữa thì mình sẽ cho mọi người cái kết quả của đợt rồi vì sao mà chúng ta lại chọn ra những dòng của kiểu cảng biển và các thứ. Và tí ông sẽ cho mọi người cái kết quả đó để cho mọi người có thêm kinh nghiệm nhá. Ok, thì đầu tiên là mọi người phải đối chiếu cổ phiếu đó với thị trường chung. Thì trên này là đồ thị của VN-Index và dưới này là cổ phiếu. Thì mọi người biết rằng là vì sao mình nói là cái nhịp tăng này thì những cổ phiếu blue chip, những cổ phiếu những ngân hàng nó sẽ khó dẫn sóng, và nó khó là những cổ phiếu mạnh nhất. Thì ông sẽ cho mọi người một cổ phiếu mạnh nhất của dòng ngân hàng dưới đánh giá của TVI là Maritime Bank. Đơn giản thôi, Maritime Bank là một cổ phiếu không thủng MA 50. Không thủng MA 50 thì nó mạnh hơn tất cả những cổ phiếu khác đã bị thủng rồi. Cổ phiếu nào thủng MA 50 chắc chắn là yếu hơn, hoặc ví dụ NVB cũng là một cổ phiếu mạnh, nhưng tiên NVB thì thực sự là quá bất ngờ với cách đi của NVB. Thì mọi người sẽ phải so sánh cổ phiếu đó với thị trường chung. Thì mọi người biết rằng cách so sánh đơn giản nhất đó là thị trường chung thì trong thời gian vừa rồi nó khi thị trường xuất hiện phiên phục hồi đầu tiên thì nó sẽ kéo từ đoạn này đến đoạn này. Đó, nó xuất hiện phiên phục hồi đầu tiên thì nó kéo từ đây xuống, đúng không? Vậy thì mọi người sẽ cần phải đi tìm tất cả những cổ phiếu nào ít nhất là nó có đáy như VN-Index, và khi mà thị trường chung tạo ra cái nền như này thì cổ phiếu đó nó phải ở vùng đỉnh, nó phải ở vùng đỉnh, đúng không? Thì đây là một cái kháng cự của VN-Index, tức là VN-Index nó chưa vượt cái kháng cự đó. Thì mọi người sẽ đi tìm tất cả những cổ phiếu nào nó đang ở gần đỉnh và nó đang nằm trong xu hướng tăng. Thì khi thị trường bước vào một xu hướng giảm thì những cổ phiếu đó nó sẽ bị giảm theo. Thì 25% cổ phiếu nó sẽ không đi theo xu hướng thị trường chung, và những cổ phiếu đó nó sẽ tích lũy tốt hơn thị trường. Đấy là cách mà mọi người sẽ chọn được như vậy. Thì đó là lý do vì sao ví dụ một cổ phiếu điển hình nhất của đợt rồi là HH. Đó. Vì sao HH là một cổ phiếu mạnh? Đơn giản thôi. Khi mà thị trường chung tạo đáy sau cao đáy trước thì HH nó làm một điều ngược lại, nó tạo đáy sau cao đáy trước và nó tích lũy một cái nền tích lũy đây. Đấy, vậy thì nguyên tắc đầu tiên trong cái cách chọn cổ phiếu mạnh mình chia sẻ với mọi người đó là cổ phiếu đấy nó phải mạnh hơn chỉ số chung, đúng không? Chỉ số giảm nhưng cổ phiếu đó nó không giảm, và chỉ số giảm bao nhiêu phần trăm chúng ta không biết, nhưng mà nếu chỉ số hình thành đáy sau sâu hơn đáy trước thì cổ phiếu đó phải hình thành được đáy sau cao đáy trước hoặc ít nhất là bằng đáy trước. Và cổ phiếu đấy nó phải ở gần đỉnh. Đấy là một cái tiêu chí mà gọi là kim chỉ nam để trong cách giao dịch của mọi người sau này để mọi người có thể đầu tư được. Đấy, chia sẻ mọi người đấy. Mọi người nhớ rằng là cổ phiếu đấy nó phải ở gần đỉnh. Nó phải ở gần đỉnh. Mọi người nhớ. Mọi người nhớ, khi mọi người so sánh cổ phiếu với thị trường chung thì đầu tiên là mọi người so sánh cổ phiếu đó, so sánh cổ phiếu với thị trường chung đấy, đúng không? Và mọi người sẽ phải ưu tiên cổ phiếu ở gần đỉnh đấy, hoặc là cách tầm khoảng dưới 10%. Thường thì ngày xưa ông ấy dùng khoảng 15% tùy mức độ mà cổ phiếu đấy điều chỉnh, tùy mức độ cổ phiếu đấy điều chỉnh. Đấy, mình chia sẻ với mọi người tùy mức độ cổ phiếu đó điều chỉnh đấy, đúng không? Và nói chung là và cổ phiếu đấy thì khi mà thị trường dừng rơi thì cổ phiếu đấy đa số nó sẽ bật, đa số nó sẽ bật
Đấy là cái cách mà người chọn cổ phiếu mạnh ấy. Đường rơi là thường cổ phiếu nó sẽ bật, đa số là gì, đường rơi là cổ phiếu mạnh nó bật ngay. Thông tin sau này mọi người cứ cứ tìm mà xem. Đấy. Đấy, đúng không? Đường rơi là nó sẽ bật, rơi là sẽ bật, đúng không? Đấy. Thì đấy là cách là vì sao mà TVI chọn, ví dụ đợt rồi vì sao chọn VCS là một ví dụ này, đúng không? Nó cũng đi đúng triết lý như vậy. Khi mà thị trường nó còn cách khá xa đỉnh, nó cách kháng cự ở đây thì VCS nó đã vượt đỉnh trước rồi. Thị trường phục hồi phát thì VCS nó đã vượt đỉnh rồi. Đúng không? Thậm chí cái phiên giảm này nó còn vượt đỉnh đâu cơ. Đúng không? Vì sao chúng ta chọn Đức Giang? Mọi người nhớ vì sao chúng ta chọn Đức Giang, đúng không? Khi mà thị trường còn bắt đầu bật cái này thì Đức Giang còn đã bật rồi, còn rất xa đỉnh. Thì Đức Giang nó đã vượt đỉnh rồi. Đúng không? Hoặc Simonet, Simonet và cũng rất nhiều cái dòng cảng biển, đúng không? Khi thị trường đang loay hoay tìm phiên của tôi này, Simonet nó có phiên một breakout điểm một pocket pivot trong nền rồi. Đúng không? Thì đấy là cái cách mà mọi người sẽ chọn ra cái cổ phiếu nào nó mạnh hơn điểm chung. Cái đó lý do vì sao mà tí cũng cho mọi người xem một cái ví dụ dài dằng dặc những cổ phiếu. Ví dụ con VPG là ví dụ. Con này nó còn được coi là thuộc dạng Hùng đánh giá là nó không khác gì một mô hình kinh điển của một cổ phiếu có thể tăng x3, x4 tài khoản đó. VPG. Thì đấy là về cái đo đánh sức mạnh. Thì tất nhiên trong cái đo phần trăm này thì nó sẽ có một cái bí quyết quan trọng, khá quan trọng. Cái quan trọng nữa thì khá quan trọng nữa thì cái đấy thì cái là mọi người sẽ cần lưu ý và mọi người sẽ cần phải để ý mô hình của cổ phiếu đó. Thường ấy thì nó sẽ có dạng đa số nó sẽ nằm trong mô hình thành công, ví dụ nền phẳng này, cốc tay cầm này, thì đa số chắc chắn nó sẽ nằm trong những cái mô hình đó hoặc là giảm dưới 8% từ đỉnh. Cái này thì nếu anh chị nào học khóa học thì mọi người sẽ biết, đúng không? Nó sẽ giảm dưới 8% từ đỉnh. Đó, thì đấy là cách mà mọi người sẽ chọn cổ phiếu mạnh. Ví dụ vì sao mà đợt rồi mà TVI phải chọn ra những cổ phiếu đó. Ví dụ chọn những cổ phiếu đó. Thì đấy là cái tí nữa ông sẽ cho mọi người xem cái kết quả. Và vì sao mà trong bản tin mà chúng ta nói ví dụ dòng bất động sản, mọi người biết vì sao trong cái live stream cuối tuần Hùng nói về bất động sản cũng như vậy thôi. Vì con nhà Từ Liêm đơn giản thôi. Thị trường đang loay hoay chưa đỉnh thì con này nó đã lên đỉnh rồi. Đúng không? Thậm chí cả Nam Long. Đúng. KDH, đúng. Thị trường loay hoay chưa lên đỉnh thì nó lên đỉnh trước thì đương nhiên nó sẽ mạnh hơn thị trường. Đấy là cách mọi người chọn cổ phiếu mạnh ấy. Đó, mọi người sẽ phải chọn cái cách như vậy để mọi người có thể tìm ra những cổ phiếu nào mạnh nhất thị trường ở thời điểm. Thực ra thì nói thì nó sẽ rất là dài và để cho mọi người hình dung được cái vấn đề, nhưng mà về biểu đồ kỹ thuật thì Hùng chỉ chia sẻ mọi người một câu. Cái quan trọng nhất nó ở đây, nó đây. Đó là sự vượt đỉnh trước thị trường. Những cổ phiếu mạnh thì nó sẽ vượt đỉnh trước thị trường. Đấy Hùng chia sẻ mọi người. Nó sẽ vượt đỉnh trước thị trường. Đó là cái chắc chắn. Nên là trong qua mỗi đợt giảm thị trường chung ấy, thì Hùng nghĩ rằng thay vì mọi người đi tìm kiếm một cái điều gì đó hay thay vì đi lo lắng một điều gì đấy, thì mọi người hãy đi tìm ra tất cả những cổ phiếu nào. Ví dụ trong Viettel có CR, vì sao trong tất cả những cổ phiếu của thị trường, hãy đi tìm những cổ phiếu nó vượt đỉnh trước thị trường. Thì đấy là cách, ví dụ trong cảng ngành logistics của hôm trước có VNA, mai hàng về, đúng không? Hôm trước Hùng có một số anh chị trong khóa K6 có hỏi Hùng, nay Hùng có đăng cả trên Zalo ấy. Ai có hỏi Hùng là Hùng ơi VNB được không? Đúng không? Không phải, con VNA mới là con theo dõi cơ. Đúng không? Vì thực ra là khi mọi người nhìn mô hình, mọi người thấy không? Những cái nền phẳng này rất nhiều anh chị ở nhà đầu tư cá nhân mọi người không để ý. Đợt rồi thực sự là live stream mình không bao giờ nói về những cơ hội này vì thực sự nó quá ít. Thì rất nhiều người có bảo là làm gì có cơ hội? Không phải đâu mọi người. Mọi cái việc của mọi người trong một thị trường giảm ấy, mọi người phải đi tìm ra 25% cổ phiếu đi ngược xu hướng thị trường chung. Đúng ra là 25% cổ phiếu mạnh hơn thị trường, nó sẽ mạnh hơn. Vì những cổ phiếu leader mới nó sẽ là những tên tuổi mới, nó sẽ không bao giờ là những tên tuổi cũ đâu. Mọi người xem lại ngành cảng biển, mọi người thấy rất nhiều cổ phiếu SGB này, đúng không? Rất nhiều cổ phiếu TVI theo dõi cho mọi người, nhiều luôn. Đúng, đa số đều tăng rất mạnh, rất mạnh. Thì đấy là cái cách. VSC là một ví dụ à, đúng không? VSC đúng không? Anh chị có nhớ VSC không? Đấy. Khi trường tàu đáy thì con này nó bật trên mô hình cốc tay cầm ở đây rồi, đúng không? Rất đẹp, đúng không? Thì đấy là cách, ví dụ dệt may đúng không? Mọi người nói về dệt may đúng không? Sáng nay Hùng nói mọi người, hôm thứ 6 chúng ta nói về MSH đúng không? Hôm nay Hùng nốt lại MSH thì hôm nay trần luôn, đúng không? Đơn giản thôi, nó gì đâu. Con này nó, thị trường nó đang chưa lên đỉnh, con này nó lên đỉnh rồi thì chắc chắn nó phải mạnh hơn thị trường, đúng không? Dệt may còn một cổ phiếu nước, mọi người biết gì không? STK, đúng không? Mọi người cứ nói đi về TCM, về những cổ phiếu nào, nhưng mọi người đều để ý STK đâu, đúng không? Nó đã vượt đỉnh rồi. Đấy, thì thực sự là có rất rất nhiều cơ hội. Và có một điều nữa muốn chia sẻ mọi người, nếu ai đã xem livestream nhiều của Tuấn Minh về video cơ bản thì những cổ phiếu này nó sẽ có một cái cơ bản, đó là cơ bản tăng trưởng vượt trội. Nó sẽ tăng trưởng vượt trội. Chắc chắn luôn, nó sẽ tăng trưởng vượt trội.
Thì cái điều này thực sự là mọi người có thể đọc được, mọi người có thể đọc được, mọi người có thể dự được, đúng không? Ví dụ cho mọi người về cái tăng trưởng vượt trội, đúng không? Thì dự là mọi người có thể để ý. Ok, mình sẽ next sang cái slide này, mọi người có thể để ý không? Ví dụ như là khi file cơ bản của TVI, đúng không? Mọi người để ý những cổ phiếu đó, đúng không? Mọi người để ý những cổ phiếu mà mạnh, đúng không? Mọi người có thể để ý. Ví dụ hôm nay nhé, hôm nay cũng nốt cho anh chị khách hàng TVI khá nhiều luôn ấy. Khá nhiều luôn, hôm nay nốt rất nhiều. Nói rất nhiều vì hôm nay buổi sáng có chia sẻ mọi người về câu chuyện tăng trưởng của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại để cho mọi người có một cái tư duy, để cho mọi người có cách để mọi người làm được. Hôm nay cũng nói về câu chuyện tháng 8, cũng có bảo anh chị là mùa cái bảng doanh quý 2 đã ra và quý 3 sẽ có nhiều tín hiệu tiêu cực với doanh nghiệp và mọi người sẽ cần tập trung vào nó, tập trung vào những doanh nghiệp riêng biệt. Nhóm doanh nghiệp gì tốc độ tăng trưởng nó sẽ liên quan về xuất khẩu, ngành thiết yếu ít ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đúng không? Bởi và nó là nhóm chưa thực sự tăng nhiều như cách mà dòng bất động sản nó bật, đúng không? Dù cái doanh nó chưa đột phá, thì mọi người thấy ví dụ khi mùng nốt cho anh chị khách hàng thì vai Hùng sẽ nói về câu chuyện về những doanh nghiệp đó, đúng không? Mọi người thể ý ví dụ đây Hùng sẽ nói mọi người rằng đa số những cổ phiếu mạnh nhất của trong VN50 nó không phải là những cổ phiếu tốt nhất, nên là index thực sự là mọi người sẽ không cần phải đi tìm hiểu về nó đâu. Và mọi người sẽ nhớ rằng Hùng nói là cảng biển nó bất động sản nó đã chạy rồi, thì câu chuyện là những nhóm ngành khác thực sự là cách làm như thế, và từ đó thì chúng ta sẽ ra đáp án. Nó rất đơn giản, nó không có điều gì khó để mọi người có thể không chọn được cổ phiếu mạnh cả. Đúng không? Mọi người nhớ vì sao mà TVI nói cho mọi người về Mansan, đúng không? Mansan chúng ta đơn giản thôi. Khi mà thị trường bắt đầu rơi thì Mansan vượt đỉnh. Mansan vượt đỉnh, đúng không? Và Mansan thì đến bây giờ nó đang đem lại tỷ suất bây giờ không có lẽ thì mọi người sẽ được 20-25% rồi. Vì chúng ta mua lần đầu là ở đây và hưởng cổ tức. Đúng, chắc là giá này này, giá này 109 đúng nhớ mà, tức 900 đồng. Đúng không? Thì đơn giản thôi, trong VN30 người ta cứ nói về dòng banh, người ta cứ nói về thép, người ta cứ nói thực sự là có duy nhất dòng chứng khoán là đúng là từ tí là Hùng sẽ giải đáp với mọi người. Thì nếu ai hỏi về dòng chứng khoán, Hùng sẽ nói là cái đó là điều mà mình thực sự mình đang hơi do dự về dòng. Nhưng về tựu chung lại thì những cổ phiếu mạnh nó đã là những cổ phiếu nó vượt đỉnh trước. Ví dụ FPT đúng không? Rất nhiều người đang nói về câu chuyện của FPT mà mọi người không để ý rằng FPT nó cũng thế thôi, nó là cổ phiếu vượt đỉnh trước, nó vượt đỉnh trước thị trường và nó vượt hơn những cổ phiếu khác, đúng không? G1F đây, và mọi người xem cái file kế hoạch doanh này, mọi người thể Hùng sẽ thu nhỏ cho mọi người, đúng không? Về file kế hoạch doanh này thì nếu mọi người để ý, mọi người sẽ thấy cái điều đó. Thế là cái triết lý khi mà mọi người đi chọn cổ phiếu mạnh sẽ cần phải chọn như thế. Nó rất đơn giản, rất đơn giản. Và hoàn mọi người hoàn toàn có thể chọn được. Không có gì mà khó cả. Đấy, đúng không? Và giữa mọi người xem FPT, kết quả kinh doanh của FPT đó, nó vẫn duy trì sự tăng trưởng rất tốt. Đúng không? FPT thì có lẽ thì nó sẽ còn duy trì điều này tốt hơn nữa trong các quý sắp tới. Với việc hợp đồng nó ký rất nhiều. Đúng không? G1F thì G1F thực ra nếu ai mà gọi là không nghĩ là nếu ai mà để ý về G1F, mọi người sẽ biết rằng trong cái đạo của cổ đông thì ban lãnh đạo đã cho mọi người một số dự tăng trưởng quý này khoảng 35-40% rồi, thì thực sự cái kết quả kinh doanh đó nó chắc chắn là nó sẽ tăng trưởng, thì chúng ta chả có lo gì về cơ bản nữa, đúng không? Quý này chắc chắn ra nó sẽ tăng trưởng rồi, thì đương nhiên là khi mọi người chọn, mọi người sẽ đi vào mô hình cổ phiếu. Đúng không? Mọi người thấy rất nhiều cổ phiếu DVP thì không, DVP thì không tăng trưởng, đúng không? Nhưng ví dụ như là SGB hoặc là mọi người nhìn mấy con cảng biển, đúng không? Hoặc là HAH thì mọi người sẽ biết, đúng không? Nó kết quả của anh nó cực kỳ xuất sắc, nó gọi là kết quả tăng trưởng vượt trội, đúng không? Thì mọi người để ý hai quý trước nó tăng trưởng mạnh như này, thì với một cái base nền cơ bản rất thấp của quý 2 năm trước thì chắc chắn là G1F nó sẽ được cải thiện tiếp, đúng không? Thì đấy là cái cách mà vì sao mà mọi người chọn đấy. Ví dụ vì sao mà hôm nay khi mà chúng ta nốt với MWG thì cái đấy thì cũng là đơn giản rồi. MWG đúng không? Thì MWG thực sự là nó là cổ phiếu khỏe từ trend trước rồi. Nó là cổ phiếu khỏe từ trên trước rồi. Đây, khỏe từ trên trước rồi. Đúng, nó khỏe từ trên này, nó khỏe từ trên này. Thì đương nhiên nên Hùng nghĩ là nó sẽ khỏe tiếp. Tại vì bản chất là cổ phiếu nào nó mạnh từ cái thị trường bắt đầu giảm thì chắc chắn về sau nó vẫn sẽ mạnh. Nó sẽ mạnh đến khi mà nó phân phối. Đến khi mà nó... Đúng không? Thì đấy là cái cách mà mọi người có thể chọn lựa để... Tự hôm nay chúng ta có khá nhiều cổ phiếu này, pick rất nhiều. SGS, DDV, đúng không? Thực sự là như vậy. Đúng không? DDV đây. DDV kết quả kinh doanh quý 2 của nó đây. Và DDV năm trước quý 3 còn âm. Quý 3 lợi nhuận năm trước âm thì chắc chắn năm nay nó sẽ được cải thiện rồi. Khi mà nó cải thiện, nó tăng trưởng thì mọi người có gì mà phải lo nữa đâu. Đúng không? Cái con này hôm nay Hùng có mở mua cho mọi người này. Đúng không? Vượt 14.5. Thì mọi người có cái gì phải lo đâu. Điểm mua của mô hình 3C đúng không? Khả năng nó lên đây nó lại tích lũy nền nữa. Nhưng mà với một cổ phiếu năm trước quý 3 âm thì năm nay Hùng nghĩ rằng có lẽ cũng không cần phải lo lắng lắm. Vì chắc chắn quý 3 năm nay nó sẽ tăng trưởng luôn. Nó đang bị âm lợi nhuận mà. Đúng không? Thì đấy là cái cách mà mọi người chú ý. Hôm nay chúng ta thực sự chúng ta chọn rất nhiều DGC, LAS, Phú Tài, VCS, đúng không? Đây cho mọi người xem DGC, DGC đây. DGC hôm nay thì
có lẽ là sắp tới nó cũng sẽ vượt đỉnh thôi. DGC target của phía này thì nó đi thêm nhịp nữa thì Hùng nghĩ rằng có lẽ nó sẽ lên khoảng 105 đến 110. Rồi, đây là DGC. Đây là last đúng không? Last đúng không? Lâm Thao đây cho mọi người có thể ý. Đúng không? Kết quả kinh doanh. Nó đi theo dòng phân bón. Cái này thì trong bảng Excel của Tuấn Minh thì chưa update nhưng Hùng nghĩ chắc là nó sẽ cải thiện thôi. Đúng không? Hôm nay điểm mua break cũng đẹp. Hôm nay có BFC. Đúng, BFC dòng phân bón. Ông nó cũng break khá đẹp tất cả cổ phiếu. Đây mọi người thấy Phú Tài cái bảng doanh quý rồi nó cũng tăng trưởng. Tôi sẽ nốt cho mọi người vài đấy, nó tăng trưởng. Đó, mảng gỗ tăng trưởng khoảng 100%. Đây. Nó cũng vượt đỉnh Phú Tài hôm nay cũng điểm mua. Rất nhiều cổ phiếu. Phú Tài thực sự cái nền của Phú Tài ấy nó là một nền phẳng và gần như nó là một nền gọi là cùng hay gọi là nền dốc lên ấy, nền trồng liên tiếp lên nhau. Nền trồng liên tiếp lên nhau. Này, nó là nền phẳng trồng liên tiếp lên nhau. Nền này là cực kỳ là khó chịu nhưng mà nó sẽ dành cho cổ phiếu nó có dư địa lớn đi được kiểu nền này sẽ là nền dốc lên cái tương đối mạnh, nó sẽ tương đối mạnh sau này mọi người sẽ biết đúng không? VCS thì đây hôm nay cũng pick trộn người VCS thì cũng VCS thôi. Hôm nay vừa chat trong room VVIP xong rồi cuối cùng nó bật luôn đúng không? Đây là cách mà mọi người sẽ chọn cổ phiếu. Hôm nay có nhiều lắm, hôm nay nhiều VPG này, Nam Kim, HHV, CAP, CTR, có MSH thì cuối phiên thì nó trần, đầu phiên thì mở cửa. Hôm thứ năm thì thứ sáu chúng ta nói MSH rồi đúng không? Đấy. Thế là cách mà thực sự là hôm nay nó rất nhiều cổ phiếu mạnh nữa. Hôm nay thì trong bảng Hùng định nốt cả dòng điện nước cơ. PWE và TDM nữa cơ. Hôm nay thì CTR nữa, CR dòng Viettel đúng không? Thì thực sự là đó là cách mà mọi người sẽ đi tìm cổ phiếu mạnh nhất. Để mọi người tham gia, đấy là triết lý mà Hùng muốn chia sẻ cho mọi người trong cách mọi người chọn. Và lời khuyên của Hùng đó là thì trong một cái xu hướng mà thị trường nó dù tăng dù giảm thì bản chất khi mà thị trường giảm thì cái cách mọi người chọn cổ phiếu mạnh nó sẽ cực kỳ phát huy hiệu quả. Đặc biệt với nhà đầu tư cá nhân để giúp cho mọi người có thể chọn ra những cổ phiếu mạnh nhất thị trường và thậm chí nó sẽ là những siêu cổ phiếu cho cái đợt tăng giá tiếp theo. Thì đấy là cái cách mà Hùng hay lựa chọn và để chia sẻ với mọi người. Để thực sự là lời khuyên của Hùng rằng khi thị trường giảm điểm thay vì mọi người đi rời bỏ thị trường ấy thì mọi người hãy tập trung vào nó nhất là nếu ai biết rằng đang đếm phiên bùng nổ trên đà thị trường thì chắc chắn mọi người phải đi tìm cổ phiếu mạnh. Hôm nay thì Hùng có bảo một số anh chị khách hàng tham gia con VPG đánh ngắn nó, thực sự là cái điểm mua nó an toàn hai lần dưới này thì Hùng nghĩ đoạn này chắc sẽ lên là khoảng 5x và có thể là vì kết quả doanh của nó vẫn rất xuất sắc. Và cái doanh mọi người sẽ học cách đếm cái doanh năm trước mà nó chỉ khoảng 20 tỷ thì mà hai quý gần đây nó toàn 100 tỷ thì nghĩ là quý 3 năm nay bét chắc phải gấp đôi gấp ba. Tôi nghĩ đấy là một cái mà có thể giúp cho con này nó tiếp tục tăng giá nữa. Đấy là cái cách mà mọi người sẽ chọn doanh nghiệp tăng trưởng để mọi người tham gia. Ok. Đấy là cách mọi người sẽ đi theo. Ok. Ok, mọi người thấy chia sẻ hay không? Mọi người thấy chia sẻ hay thì mọi người cho ông chị một like nhé. Ví dụ bạn bất động sản chung bảo toàn nói quá khứ nhỉ? Thực sự là cái pick này ông phải chia sẻ với bạn là đây là từ sáng là một. Cái thứ hai, những cổ phiếu mạnh này là những cổ phiếu mà đã khuyến nghị từ trước, đúng không? Từ trước, chứ không phải là từ bây giờ. Chia sẻ bạn thế. Còn nếu mà bạn bảo cái gì quá khứ thì cái đấy bạn phải là khách hàng TVI, bạn phải trải nghiệm. Bạn thử đăng ký khoa của TVI hoặc bạn thử đồng hành cùng Hùng một thời gian thì bạn mới đánh giá được điều đó, đúng không? Nếu mà bạn chỉ xem một clip và bạn nghĩ đấy là quá khứ thì Hùng nghĩ đấy cũng là đáng tiếc cho bạn vì bạn đã bỏ qua một cái cách mà mọi người tìm ra của cái mạnh nhất thị trường. Đấy là Hùng phải chia sẻ với mọi người như thế, đúng không? Bạn thấy hay thì bạn thấy like và chia sẻ. Còn nếu mà bạn không thấy hay thì bạn cũng hãy like và chia sẻ. Vì Hùng tin rằng đó là cái cách mà có thể giúp cho những anh chị khách hàng nào chưa có phương pháp. Đó. Nếu mọi người chưa có phương pháp thì lời khuyên của Hùng, mọi người thử làm theo cái điều này đi. Mọi người thử làm xem việc này đi. Xem mọi người có tìm được cổ phiếu mạnh không. Còn nếu mọi người thực sự không tìm được cổ phiếu mạnh thì hãy đăng ký là khách hàng TVI, Hùng sẽ chỉ cho mọi người đâu là cổ phiếu mạnh của thị trường nhá. Ok. Ok, đấy là những gì mà Hùng muốn chia sẻ mọi người về cách chọn cổ phiếu mạnh. Còn